Xin chào toàn thể anh em thân mến, rất hân hạnh được gặp anh em trong livestream của buổi tối ngày hôm nay. Livestream về chủ đề ký sinh trùng đường máu chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Xin phép giới thiệu với toàn thể các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật truyền cảm hứng kinh doanh và con người. Sau khi mà ngành nông nghiệp Việt Nam gặp phải một số cái khó khăn thì Xuân Trịnh tôi có chuyển qua để học tập và trở thành một diễn giả trong ngành thú y. Và quan trọng tôi sẽ đào tạo tất cả những bác sĩ thú y, những đại lý kinh doanh ở trên thị trường là có những cái hướng đi, có những cái cách nào khác biệt để làm cách nào đấy cuộc sống của mọi người tốt đẹp và mang cái giá trị giải pháp đến với nhiều người hơn. Ok, bây giờ tôi bắt đầu cái live stream nhé. Thôi xin phép anh em ai vào thì comment số 1, còn ví dụ tôi không chào được, không trả lời, xin chào Nhung Cao, xin chào Khánh Nhi, tôi vào mà tôi không trả lời được thì anh em thông cảm nhé, để tôi bắt đầu cái live stream. Anh em nhìn lên màn hình của tôi, đây là một trong những cái triệu chứng lâm sàng. Đố anh em biết đây có phải là triệu chứng của ký sinh trùng máu không? Nếu mà đúng triệu chứng ký sinh trùng máu thì anh em comment cho tôi số 2. Anh em comment cho tôi số 2 thì đây là ký sinh trùng đường máu. Ok, tôi chưa đợi số 2. Tôi chiếu một vài cái bức ảnh cho các bạn xem có phải ký sinh trùng đường máu hay không. Rồi ok. Trên cơ ngực xuất huyết này. Cơ ngực xuất huyết, ok rồi. Rồi nếu mà các bạn thấy đây là có thể khả năng là ký sinh trùng đường máu, anh em comment số 2 nhá. Cơ ngực xuất huyết trên các cơ quan nội tạng, ví dụ như là lỗ hậu môn bị xuất huyết này, gan bị xuất huyết, thận bị xuất huyết, quả tối có hiện tượng vẩn trắng và cũng xuất huyết luôn. Bệnh tích mổ khám, màng treo ruột xuất huyết, buồng trứng xuất huyết, phổi xuất huyết và mỡ bụng cũng xuất huyết luôn. Tuyến tụy ở đường ruột cũng xuất huyết nấm chấm. Đối anh em biết tất cả những cái triệu chứng tôi vừa chiếu ở trên thì là do bệnh gì? Nếu anh em quyết định đó chính là ký sinh trùng đường máu thì comment cho tôi số 3 để tôi biết anh em đang xem tôi live stream. Comment cho tôi số 3 để tôi biết anh em đang xem live stream nhá. Ok rồi, tôi không đợi comment số 3 nữa. Thì tôi sẽ nói liên tục để anh em nào vào thì có thể chào nhau 1, 2, 3 cũng được, không sao cả. Tất cả những cái triệu chứng vừa rồi tôi đưa cho các bạn xem đó là triệu chứng của ký sinh trùng đường máu. Thì bây giờ mình sẽ phân tích sâu hơn về ký sinh trùng đường máu nó như thế nào. Ký sinh trùng đường máu, tôi chả biết đọc tiếng Anh là gì nhưng tôi cứ tạm thời đọc tiếng Việt là bệnh ký sinh trùng đường máu. Thì tôi sẽ giới thiệu chung về ký sinh trùng đường máu. Leucozoolozit là một bệnh ký sinh trùng đường máu của gia cầm thủy cầm này. Đây là một bệnh đơn bào gây lên, có tên là leucocytosis. Bệnh có tính chất cấp tính và thường xảy ra vào mùa mưa. Vật chủ trung gian là muỗi vằn và ruồi đen. Căn bệnh là loài gây bệnh trên gà là leucocytosis. Ký sinh trùng trong nước bọt và máu của ruồi đen, muỗi vằn. Theo nước bọt của vật chủ trung gian vào mạch máu của vật chủ rồi đi đến các cơ quan đích, nhân lên và phát triển tại đó. Ký sinh trùng, ký sinh phát triển trong tế bào hồng cầu, phá vá vỡ hồng cầu làm cho máu loãng, khó đông hoặc không đông. Vật chủ trung gian đa số là ruồi và muỗi, nên là các bạn phải diệt ruồi muỗi. Dịch tễ thường thấy nhất vào mùa mưa, bệnh bùng phát do thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều và đặc biệt có nhiều muỗi ruồi. Gà thịt, gà đẻ, Ai Cập, Isabrao, gà hầu bị hay mắc nhất. Ít thấy ở địa phương gà ri, gà mía và xảy ra trên diện rộng, tỷ lệ mắc thấp 5-15%. Tỷ lệ chết thấp 1-5%, nên là anh em có thể hoàn toàn điều trị được bệnh này. Đây là cái hình ảnh mà các trang trại để ruồi muỗi BOLE ở trong chuồng thì rất là nguy hiểm, nên cần phải diệt ruồi. Triệu chứng: ủ rũ, mệt mỏi và không thích vận động, mao tích và toàn bộ cơ thể nhợt nhạt, sốt cao, tiêu chảy phân xanh, giảm ăn, khát nước, mất cân bằng, run rẩy, thở nhanh và hổn hển. Rồi xin chào cả nhà. Tiếp nha. Anh em hỏi được nhưng bình luận ít thôi để tôi tập trung vào tôi giảng bài, không là nó chạy mất bây giờ. Rồi đây là đàn gà đẻ của chúng ta, thì cái cách phân biệt bệnh trên gà đẻ như thế nào? Ở đây chút để chào anh em một cái nha, không là lại sốt ruột. Để xem nó có bị ồn không nhá. Anh em mà nghe rõ không bị ồn thì nói alo. Alo. Chết rồi, hơi ồn. Xin chào mọi người. Hơi ồn rồi, đi em xem là tắt như nào là ok rồi, đây tắt đây rồi. Rồi ok. Để cho nó khỏi ồn. Rồi anh em nhìn thấy Xuân Trịnh thì vào chào nhau một cái nhá. Comment số nãy số 3 rồi, bây giờ số 4 này để biết là anh em đang xem livestream. Xin chào Bùi Văn Hùng, xin chào anh em.
Ok anh em vào xem livestream thì chào nhau một cái, comment số 1, số 2, số 3, số gì cũng được. Bây giờ anh em mà vẫn đang nghe Xuân Trịnh nói thì comment cho Xuân Trịnh số 4 nhá. Để Xuân Trịnh phân tích, bắt đầu vào phân tích bệnh sâu hơn này. Lúc nãy mới chỉ là phần demo thôi nhá. Bây giờ sẽ phân tích sâu hơn này. Anh em vào chào nhau số 4 nha. Rồi ok, Bùi Văn Hùng số 4, thấy số 4 rồi, có nghĩa là anh em vẫn đang nghe thấy, vẫn đang xem. Bây giờ mình sẽ tiếp theo sẽ phân tích sâu vào cái bệnh này nhá. Rồi ok. Triệu chứng lâm sàng của bệnh ký trùng đường máu thứ nhất ấy là đàn gà của chúng ta ủ rũ, lười vận động. Thứ hai là màu của gà đẻ thì nhợt nhạt trắng ẩn, tiêu chảy phân xanh và giảm ăn. Đấy, các bạn nhìn thấy có rất nhiều nốt mũi đốt ở màu cánh và ức. Thì đầu tiên ở trên màu các bạn nhìn thấy là nó có những cái nốt lấm chấm ti ti. Cái màu của con gà thì nó nhợt nhạt. Đây các bạn nhìn thấy màu của gà rất nhợt nhạt trắng trắng này. Ở cánh thì có rất nhiều nốt mũi đốt. Anh em có thể nhìn thấy nốt mũi ở cánh này. Ở chân cũng có nốt mũi đốt. Cơ ức xuất huyết do ký trùng đường máu. Màng treo ruột, thành ruột cũng xuất huyết. Mỡ bụng, mỡ màng treo ruột xuất huyết luôn. Gan xuất huyết có điểm hoại tử màu trắng. Mỡ bụng xuất huyết và mỡ màng treo ruột cũng xuất huyết. Đây cho tụy cũng xuất huyết này. Mỡ bụng cũng xuất huyết luôn. Dạ dày tuyến có hiện tượng phùng to. Các bạn phải phân biệt cái triệu chứng của cái bệnh Marek và bệnh Leuko. Leuko cũng phùng ruột mà Marek cũng phùng ruột. Và đây là ký trùng đường máu cũng phùng cái dạ dày tuyến. Lách gọi là quả tối, có hiện tượng sưng to và có u nang kén màu trắng như hình các bạn nhìn thấy ở trên livestream đấy ạ. Khi mà cắt ra thì có hoại tử ở bên trong tạo thành nang kén màu trắng. Phổi thì phù và xuất huyết rất nặng. Đây, phổi xuất huyết lấm chấm, nhìn trông hơi kỳ dị. Buồng trứng xuất huyết, nang trứng bị hấp thu. Liêm mạc ruột bị sưng phù, nhìn thấy rất lạ. Buồng trứng xuất huyết, nang trứng bị hấp thu. Bây giờ đến bệnh tích mổ khám ở thận thì thận sưng nhẹ, hoại tử và xuất huyết rất nhiều. Đây các bạn nhìn thấy ở trong thận đây nó có những điểm lấm chấm li ti. Ok, anh em đang xem livestream thì comment số 5 để Xuân Trinh biết là còn đang xem nào. Rồi, xin chào anh em nhé, xin chào Trần Mỹ, xin chào Lê Hiếu, xin chào anh Thi, xin chào Tống Phương Đông, xin chào Khánh Nhi, xin chào Hoàng Lực, xin chào Nguyễn Cúc, xin chào tất cả anh em. Ok, anh em đang xem livestream thì comment số 5 đây để Xuân Trinh biết anh em đang xem nào. Rồi, số 5 rất nhiều rồi, số 5 đang xem rồi, xin chào nuôi heo. Ok, anh em đang xem số 5. Rồi, bây giờ tiếp theo, cách phòng và điều trị này bây giờ nhá. Bây giờ Xuân Trinh tôi sẽ chiếu qua một lượt để anh em nhìn lại. Không là tí nữa, tại vì có một số anh em lúc này vào hơi muộn không xem được, thì bây giờ Xuân Trịnh sẽ chiếu một lượt quay trở lại cái phần hình ảnh của tôi đang đọc qua một lần nha. Thứ nhất là thận bị sưng nhẹ, hoại tử và xuất huyết này. Buồng trứng xuất huyết, nang trứng bị hấp thu. Niêm mạc ruột bị sưng phù. Buồng trứng xuất huyết, nang trứng bị hấp thu. Phổi phù thủng xuất huyết nặng, phù huyết. Lách thì sưng to và có u nang kén màu trắng. Lách sưng to, lang kén màu trắng, các bạn nhìn thấy trên hình này. Chết rồi, Xuân Trịnh ngồi lại chắn mất hình ảnh nhờ, không sao, ok, xin lỗi. Rồi, ok, không sao, xin lỗi. Lách sưng to và có u lang kén. Dạ dày tuyến sưng và dày lên. Mỡ bụng xuất huyết, tuyến tụy, xuất huyết lấm chấm. Gan thì có điểm hoại tử trắng và có hiện tượng mẩn. Gan xuất huyết đỏ. Mỡ màng treo ruột xuất huyết. Cơ ngực xuất huyết lấm chấm. Chân của gà có hiện tượng mũi đốt, dít đốt màu đỏ xuất huyết, có nốt xuất huyết. Cánh của con gà có rất nhiều nốt mũi đốt, đặc biệt là trên màu con gà có rất nhiều, nên là đàn gà đực mình thấy con gà trống nó hay bị dính nhất. Nếu mà gà ở thả vườn ấy thì gà trống hay bị hơn là gà mái. Triệu chứng lâm sàng là ủ rũ, lười vận động, màu nhợt nhạt, tiêu chảy phân xanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt. Thứ nhất, các bạn cần phải phân biệt với bệnh Newcastle này, bệnh cúm này, bệnh Marek và bệnh Salmonella. Tại vì tất cả những cái triệu chứng của con ký trùng đường máu này nó khá giống với là bốn cái bệnh này, nhưng các bạn phải kết hợp nhiều biện pháp, nhiều chỉ tiêu để mình quyết định nó là bệnh gì. Phòng và trị bệnh, thứ nhất là diệt vật chủ trung gian, ruồi muỗi bằng cách phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, rọn phân và xử lý phân, phun thuốc diệt ruồi muỗi bọ cánh cứng. Phòng và trị bệnh, diệt ruồi, đừng để ruồi nó vào ăn cám, như này nó rất dễ con gà bị bệnh, phải diệt ruồi đi.
Rồi ok. Bây giờ sau khi chia sẻ xong kỹ thuật rồi, bây giờ tôi sẽ tương tác cùng anh em. Rồi anh em chuẩn đoán phân biệt với các bệnh nhá. Nếu không thì nó khá giống những cái bệnh khác. Xin chào Lê Công Tiến, xin chào Mật Phúc Linh, xin chào Lý Yên Yến. Đúng rồi, thế Lê Văn này nó khá giống với cúm nên là anh em phải phân biệt chính xác. Rồi bây giờ đến cách chữa nhá. Làm cách nào để chữa được bệnh ký sinh trùng đường máu? Thì mai tôi sẽ làm cái video tôi gửi lên cho anh em xem tiếp cái triệu chứng của con ký sinh trùng đường máu này, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ bàn về cách chữa ngay bây giờ. Rồi anh em nào có cách chữa ký sinh trùng đường máu thì comment lên đây cho tôi nào. Anh em comment lên đây cách chữa ký sinh trùng đường máu nào. Nếu các bạn đã có cách chữa ký sinh trùng đường máu rồi thì comment cho tôi số 6, còn nếu mà chưa có cách chữa thì comment cho tôi số 7. Số 6 là đã có cách chữa và số 7 là chưa có cách chữa thì comment đi. Anh em comment tương tác cùng tôi, cho tôi số 6 là có cách chữa rồi và chưa có cách chữa là số 7. Rồi ok. Lê Văn Rin là chưa có cách chữa. Xin chào Lê Hiếu. Ok rồi, Lê Văn Rin, Huỳnh Lý số 7. Có nghĩa là các bạn đã có cách chữa rồi nhưng nó chưa rõ ràng đúng không? Rồi ok. Nuôi heo bây giờ chuyển sang nuôi gà thì sao mà lại comment được nhỉ? Rồi Sen Hoàng rồi Tân Tân. Ok nha, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm giúp anh em có thể điều trị ký sinh trùng đường máu hiệu quả tốt nhất hiện tại bây giờ. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà tôi đang nghiên cứu và sử dụng, nó khá thành công ở trong việc điều trị ký sinh trùng đường máu. Nên Thế Dân có cách chữa rồi, và đây tôi các bạn có nhìn thấy ở trên bên hông của Xuân Trịnh, bên hông của Xuân Trịnh có một cái sản phẩm nó gọi là Sulfamoc. Cái sản phẩm Sulfamoc này là tôi chuyên dùng để trị ký sinh trùng đường máu của bên công ty tôi đang sử dụng. Thì anh em vào, nếu mà đã nhìn thấy cái sản phẩm này rồi, công nghệ của Nhật Bản, đây là một trong những cái thuốc mà tôi rất yêu thích để trị ký sinh trùng đường máu, và tôi trị luôn cả cầu trùng, cứ gọi là cầu ký sinh trùng nó bụp hết. Và anh em nhớ là khi mà muốn chữa ký sinh trùng đường máu ấy, thì các bạn phải dùng thuốc tẩy giun có thành phần là levamethon để tẩy tất cả những ký sinh trùng giun dế đi, diệt ruồi, muỗi, bọ chét, những con vật trung gian, và quan trọng nhất là các bạn dùng sulfamoc để các bạn trị ký sinh trùng đường máu. Và đây là một trong những sản phẩm mà tôi hết sức là yêu quý, và có vài người hỏi tôi là anh chị ơi, cái sản phẩm này của anh có sử dụng được cho gà đẻ hay không? Thì các bạn hoàn toàn có thể cho gà đẻ uống bình thường, nhưng mà nó chỉ có một số tác dụng phụ như sau. Khi mà cái sulfa mốc này ấy, nó đắng, và cái thành phần sulfa, thường thường sulfa nó làm rối loạn chuyển hóa CO2 ở trong buồng trứng, thế nên là con gà nó có hiện tượng là giảm ăn. Mà khi mà nó giảm ăn ấy, thì nó sẽ giảm đẻ, đấy là điều bình thường. Thế thì bây giờ một là chữa, hai là để gà chết. Thế thì anh em sẽ chữa gà chứ không thể để gà chết được, nên là cái việc mà khi mà dùng đến dòng sulfa molo để mà mình diệt ký sinh trùng đường máu ấy, thì các bạn đừng có lăn tăn đến cái việc là gà nó có giảm đẻ hay không. Quan trọng nhất là phải chữa cho nó sống và nó diệt trừ hoàn toàn mầm bệnh. Còn lại cái việc sống hay là chết ấy, thì yên tâm, cái này nó không làm chết gà đâu, nó chỉ làm rối loạn chuyển hóa CO2 ở trong buồng trứng, và nó làm cho con gà nó có hiện tượng là kém ăn thì nó giảm đẻ, nó đương nhiên rồi. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem livestream. Thế thì bây giờ anh em đã nghe thấy đến chỗ này rồi thì comment cho tôi số 8 để tôi biết là anh em vẫn đang xem livestream nè. Chào nhau một tí nha, chào Nguyễn Viết Ngọc, Phùng Hoàn, xin chào Phùng Hoàn, xin chào Khang Nguyễn, xin chào Dê Lúi, xin chào Nguyễn Thị Trang, xin chào Lê Hoài Lam, xin chào Huỳnh Lý. Ok rồi, anh em comment số 8 nó có nghĩa đang vẫn đang nghe Xuân Trịnh nói. Thế thì bây giờ anh em có thể là kết nối với là anh em có thể kết nối rồi. Ok đúng rồi, anh Sen Hoàng, sulfa đắng mình có thể cho đường vào để gà dễ uống không anh? Ok, cho đường cũng được, nhưng mà nếu mà con gà nó tiêu chảy cho đường vào thì nó tiêu chảy hơn nhá. Thế nên là anh có thể là mình rồi ok, anh có thể cho đường cũng được, nhưng mà đường thì thực ra cái đường gluco nó cũng không làm cho thuốc nó ngọt đắng bao nhiêu đâu, nhưng mà đa số tất cả những cái dòng kháng sinh nào như cái dòng sulfamoc này là bọn em đã dùng cái chất khử đắng rồi. Sulfamoc công nghệ Nhật Bản đã dùng thuốc khử đắng rồi, nên anh em ăn nó sẽ thấy rất dễ ăn chứ không phải là đắng quá, nên là cho gà uống bình thường. Rồi có số 8 rất nhiều rồi, là cảm ơn anh em hôm nay đã xem livestream của Xuân Trịnh. Thì
Cái phần trình bày về kỹ thuật thì Xuân Trịnh cũng chia sẻ hết rồi. Ngày mai Xuân Trịnh sẽ làm cái video và gửi lên mạng cho anh em có thể xem lại. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem livestream của Xuân Trịnh. Xuân Trịnh xin kết thúc cái livestream ở đây. Chúc cả nhà buổi tối tốt lành và hạnh phúc. Làm sao làm để bảo vệ được cái tài sản trong chăn nuôi, và quan trọng nhất là tìm được những cái sản phẩm hiệu quả chất lượng và tôn chỉ của công ty Big Boss Gia Khánh chúng tôi và tôn chỉ của Xuân Trịnh tôi là kinh doanh nó phải có đạo đức và pháp luật. Thế nên là tất cả những ông nào mà bán hàng quay đầu là một này, thứ hai là sản xuất hàng hóa mà láo nháo, vỏ công bố một kiểu mà ruột mà lại một hàm lượng khác nhau ấy, thì tôi rất ghét. Thế nên là anh em tôn trọng cái tôn chỉ của Xuân Trịnh tôi là kinh doanh thì nó phải có đạo đức của pháp luật. Và tất cả mọi việc mình sẽ lấy cái tôn chỉ đấy để dẫn đường. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem livestream. Xuân Trịnh xin kết thúc cái livestream ở đây. Chúc anh em mạnh khỏe, mọi sự tốt lành và hẹn gặp lại anh em trong những livestream sắp tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong kênh video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký bên dưới video này để có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng bạn nhận được video sớm nhất, sớm hơn người khác. Phạm Xuân Trinh cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Xuân Trinh.